Hello anh em nha, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và tiếp tục là những video soi kèo trước trận đấu. Ngày hôm nay ngày 22 tháng 10 2022, tiếp tục là mình sẽ làm các video nhận định kèo bóng của rạng sáng ngày 23 cũng như là ngày chủ nhật. Thì trong video này mình sẽ nhận định trận đấu diễn ra giữa câu lạc bộ Real Madrid và lúc câu lạc bộ Sevilla vào lúc 2 giờ sáng ngày 23 tháng 10 2022 giờ Việt Nam, tức là vào rạng sáng ngày mai. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng loại số 11 đấu trường La Liga. Và kèo chính của chúng ta trong trận đấu này đó chính là Real được đánh giá kèo trên với tỷ lệ chấp lên tới 1.5. Kèo sẽ nâng lên hạ xuống tùy tình hình biến động của trận đấu. Trước khi đi vào nội dung nhận định thì anh em hãy ủng hộ mình một like, một subscribe, bấm nút đăng ký theo dõi kênh để đón chờ những video nhận định kế tiếp của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, Real sẽ đón tiếp Sevilla tại sân nhà của mình, thánh địa Santiago Bernabeu, sân vận động gọi là hoàng gia Real Madrid. Và trọng tài bắt chính trận đấu này là ông Hernandez, trọng tài người Tây Ban Nha. Bước tới trận đấu này thì huấn luyện viên và thầy trò Antonio Conte đang giữ một phong độ hủy diệt khi mà mùa giải La Liga của năm nay thì chưa để thua một trận đấu nào cả. Thành tích tệ nhất của Real Madrid tính tới thời điểm hiện tại chỉ là một trận hòa với Osasuna. Còn đâu họ có lên tới là 9 trận chiến thắng và tổng số là 28 điểm. Đang bỏ xa đội kém thứ hai đó là Barcelona với 25 điểm. Đó, thậm chí là Barca họ có một trận thua. Đó là cục thua, chính là thua với Real luôn, với tỷ số gần đây nhất đó là 3-1. Một thành tích khá là ấn tượng của Real Madrid. Và như chúng ta đã biết là Real vừa sở hữu gọi là Karim Benzema, quả bóng vàng 2022, quá là xứng đáng cho tiền đạo người Pháp. Và trong cái trận đấu này thì Isco đang bên phía Sevilla sẽ có cơ hội đụng độ với Karim Benzema, người đồng đội cũ của anh thời còn khoác áo Real Madrid. Đây là một cuộc đối đầu mà cái sự chênh lệch hạng mình đánh giá tương đối là cao. Và hiện tại thì hai đại diện của Tây Ban Nha đều thi đấu ở cúp C1. Sevilla thì xem chừng là phải xuống Europa League đá, đang phải cạnh tranh với một đại diện của Cộng hòa Séc hay là Đan Mạch thì đã mình quên mất tên rồi. Còn Real thì cần như là 100% đi tiếp là cái điều chắc chắn rồi. Đó. Thì chúng ta nhìn thấy lịch sử thi đấu trước đó của cả hai đội tuyển này. Về phía đội tuyển Real thì nãy mình nói rồi, chưa thua một trận đấu nào cả. Thành tích tốt nhất của họ, tệ nhất của họ là chỉ là một trận hòa. Và trận đấu gần đây nhất đó là cuộc đối đầu với Shakhtar Donetsk, đại diện của Ukraine, với tỷ số 1-1 ở đấu trường cúp C1. Đó. Đấy là cái thông số ở cúp C1 thôi, còn ở đấu trường La Liga thì họ mới hòa duy nhất một trận thôi. Đây, 1-1 với Osasuna. Còn Sevilla thì thành tích đang cho thấy khá là buồn. 6 trận đấu gần đây thì họ có 2 trận thua, 3 trận hòa và chỉ thắng một trận duy nhất. Nhưng mà thành tích cũng tốt, 4 trận đấu gần đây thì họ không để thua. Đó là cũng một thành tích khá là ấn tượng rồi. Sevilla cũng thi đấu ở cúp C1 và chắc chắn là gần như là họ phải cạnh tranh cái suất tham dự Europa League. Đó. Rồi, lịch sử đối đầu của hai đội tuyển mùa giải trước 2021-2022 thì Real đánh bại Sevilla là cả hai vượt trận, lượt đi 2-1, lượt về là 3-2. Rồi 2020-2021 đã cầm hòa 2-2 và Real đánh bại 1-0. Xem cho cùng thì hai đội cũng khá là cân cửa khi Real và Sevilla cũng đều ăn miếng trả miếng. Và tỷ lệ Real chiến thắng rất là nhiều rồi, nhưng mà Sevilla thì họ cũng chỉ để thua cách biệt khoảng là 1 bàn. Và thành tích tốt cũng là một trận hòa. Và lịch sử thì chúng ta quan sát thấy Sevilla họ chưa từng đánh bại Real từ những năm 2018 trở lại. Thì nói về phong độ cũng như là thành tích thời điểm hiện tại thì có lẽ rằng không có đội bóng nào ở đấu trường La Liga sẽ có thể cản được cái phong độ của Real thời điểm hiện tại. Thì trong cái kèo đấu này mình nghĩ rằng kèo chấp 1.5 là cái kèo mà tương đối là ổn định khi mà đội hình ra quân dự kiến của Real thì gần như là không có sự thiệt thòi về mặt nhân sự nào cả. Bộ ba ở hàng công thì chúng ta vẫn thấy có Karim Benzema là đá cao nhất này, quả bóng vàng 2022 đang cho thấy sức mạnh hủy diệt gần như tất cả các đối thủ trên mọi đấu trường. Vinicius tiền đạo trẻ đắt giá nhất hành tinh tính tới thời điểm hiện tại. Tiền đạo người Brazil đá còn là quá cháy. Và bên kia đó là Valverde, đọc cũng không có chuẩn lắm nhưng mà nói chung là bộ ba này quá là tuyệt vời rồi. Toni Kroos đang gọi là bị thay thế bởi Tchouaméni, bởi vì thời gian gần đây thì Tchouaméni thi đấu quá là tốt rồi. Toni Kroos chỉ được đẩy sang ra đá cánh bên trái. Luka Modric cũng là một trong những cầu thủ sở hữu quả bóng vàng. Tính Real Madrid là gọi là một trong những đội bóng đào tạo ra rất là nhiều quả bóng vàng, mà trong đó có cả Ronaldo này, có Karim Benzema và Luka Modric đó.
có cả Zidane, đúng rồi, là đội bóng là sở hữu rất nhiều cầu thủ có quả bóng vàng. Rất tiếc là gặp bộ ba Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro đang gọi là làm mưa làm gió của một năm trước ấy, thì đã phải chia tay Casemiro rồi, đến năm với MU rồi. Rồi hàng hậu vệ chúng ta có Mendy, có David Alaba, có Militao và Daniel Cavazzo. Thì bát củ tỏi chấn sức khung gỗ trong trận đấu này thì không thấy có tên, không biết là có được cho ra nghỉ hay là gọi là tạm thời thay đổi nhân sự không, khi mà củ tỏi đang thể hiện một phong độ quá là tuyệt vời ở trong khung thành. Còn về phía đội tuyển Sevilla thì chúng ta thấy có Isco này, tiền đạo cũ của Real này, Jesus Navas, trung vệ của Man City những năm 2013, quá là những rất là nhiều những cái tên khá là nổi tiếng. Và trong cái kèo đấu này thì mình nghĩ rằng Real cũng chỉ có thể chiến thắng cách biệt khoảng 2 bàn thôi, 3 bàn thì nó hơi cao, 1 cho đến 2 bàn. Và cái kèo 1.5 là cái kèo tương đối sát, sát thực sự là sát. Nhưng mà thực sự thì khi mà xem Real đá thì nếu anh em mà nằm dưới thì thực sự đau tim lắm, thực sự là như thế. Cho nên cái kèo đấu này mình vẫn ủng hộ Real và mình tin rằng Real sẽ có chiến thắng cách biệt khoảng 2 bàn. Đấy là nhận định của mình, còn với anh em, ý kiến anh em như thế nào để lại bình luận sau video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video nhận định tiếp theo của mình.